cái bản của nó thì được đục một cái bức tranh gọi là Phú Quý Mãn Đường, là các cái đôi chim công phượng đang vui chơi nhảy nhót trên cành, trên cái nền gỗ cẩm nai. Gỗ cẩm nai này nó có một cái màu gọi là màu hạt rẻ, nó là một cái màu rất là đẹp và thân thiện với môi trường. Và cái gỗ này chất gỗ của nó rất là nặng và chắc đặc nữa. Thế và bộ bàn ghế này thì giá của nó đang được tri ân còn. Xin chào, chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gốm Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hướng Mai xin chúc tất cả toàn thể gia đình quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công. Hiện tại Hướng Mai đang đứng ở showroom 9 tầng và đang ở tầng 2. Tầng này có rất là nhiều bộ bàn ghế vô cùng là đẹp, rất là chất lượng và giá cả thì vô cùng là hợp lý. Xin mời quý khách hãy theo chân Hướng Mai. Cái bộ mà Hướng Mai định giới thiệu đó chính là một bộ gỗ cẩm nai nhập khẩu. Bộ này rất là đẹp, 6 món. Và xin mời quý khách hãy theo chân Hướng Mai. Đây là một trong những cái bộ mà Hướng Mai thấy là rất là đẹp, chắc chắn mà cẩn thận. Và bộ bàn ghế này thì khi mà ngồi thì cảm nhận thấy rất là khoan khoái, dễ chịu. Và ghế của nó rất là rộng. Và cái bàn của nó thì được đục một cái bức tranh gọi là Phú Quý Mãn Đường, là các cái đôi chim công phượng đang vui chơi nhảy nhót trên cành, trên cái nền gỗ cẩm nai. Gỗ cẩm nai này nó có một cái màu gọi là màu hạt rẻ, nó là một cái màu rất là đẹp và thân thiện với môi trường. Và cái gỗ này chất gỗ của nó rất là nặng và chắc đặc nữa. Thế và bộ bàn ghế này thì giá của nó đang được tri ân còn 95 triệu, trước là giá 120 triệu. Thế và cái bộ bàn ghế này thì được 6 món. 6 món tức là một cái đi văng của nó hiện tại là đang dài 2,5 m. Thế và cái ghế của nó là 97 phân. Cái mặt bàn cũng thế, nó rất là to và đẹp. Hướng Mai sẽ đọc kích thước cho quý khách. Bộ này có một bộ, nó rất là đẹp, rất là chắc chắn. Hướng Mai vô cùng là thích cái mẫu này. Mẫu này chỉ có làm bằng gỗ mun thôi. Và bây giờ thì đang có một bộ này là gỗ cẩm nai. Kích thước của bộ bàn ghế này là bàn là 1,40 m, sâu là 96 và cao 61. Ghế là 97 phân, và sâu là 60 và cao là 41. Cái đi văng là 2,6 m. Ôi, 2,6 m cả. 2,60 m, rộng 60 và cao 41 phân. Đôn của nó là 56 nhân với 46 và 59 phân. Đây là một bộ bàn ghế rất là đẹp, rất là chất lượng của công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Và hiện tại thì bộ này với giá 95 triệu là một trong những cái bộ mà Hướng Mai thấy rất là chắc chắn, cẩn thận. Và gỗ cẩm nai thì để càng lâu càng quý, ngồi thì rất là giá trị, và để đặt để trong ngôi nhà thì trông nó cũng sang trọng nữa. Và cái bộ này thì nó đang có các cái hình em bé tiếng Trung Quốc gọi là sinh phú, có các cái con rồng, rồng cuốn thủy, rồng hút nước, tức là hút các cái nguồn tài lộc vào trong ngôi nhà của mình. Và bộ này là một trong những cái bộ rất là phong thủy, có đôi tỳ hưu vui chơi, có hình em bé vui chơi ca hát, và ở cạnh cái đi văng nữa. Cho nên là những cái bộ này là một trong những cái bộ rất là hot mà công ty thường thường làm chỉ bằng gỗ mun thôi. Và đây là một bộ đầu tiên làm bằng gỗ cẩm nai, giá cả cũng hợp lý nữa. Hôm nay thì với một bộ bàn ghế to đẹp, rộng rãi, thoải mái như thế này, nhà quý khách tầm khoảng 20 m², cây bộ này sẽ rất là hợp lý. Và gỗ cẩm nai thì nó có đặc tính là rất là nặng, chắc, và màu của nó thì màu hạt rẻ, màu tự nhiên. Nó đẹp hơn các cái màu gỗ hương, màu gỗ hương thì hơi đỏ, còn các cái loại gỗ gụ thì lại hơi đen. Cái màu này thì Hương Mai thấy nó cũng rất là đẹp, phù hợp và cũng không có nhiều. Hương Mai xin gửi niệm lành, lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Với một bộ bàn ghế như thế này, trong cái dịp cuối năm này, nếu mà quý khách mà ưng có thể đến tận nơi xem, hoặc cũng có thể mua về nhà những cái sản phẩm này, biết đâu đấy quý khách lại sẽ rất là hài lòng với nó và thay đổi một cái diện mạo mới cho ngày xuân. Hương Mai xin gửi niệm lành, lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công, một năm mới an khang thịnh vượng. Hương Mai xin trân trọng cảm ơn, chúc mừng năm mới, Happy New Year, xin chào.